Này, cái bộ này có mặc được không? Được ạ. Con chào mẹ ạ. Trang anh à? Đi chợ về nấu cơm à? Thế có cần chị giúp gì không? Cô ngồi đi, tôi làm một lúc là xong thôi. Mà này, nấu gì cái món gì ấy, nó phải ngon ngon sạch sẽ vào nhá. Chứ đừng có mà xào mặn chát ra. Cái người thành phố nhà tôi ấy không mút được đâu. Mà không hiểu làm sao ấy, cái thằng Long ấy, làm sao nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì, cứ nặng nặng đòi cưới con này. Ôi, ôi. Cũng là duyên số thôi bác ạ. Chứ bây giờ cháu với cả anh Long chắc là cũng chỉ đành làm bạn thôi. Bạn là bạn thế nào? Cứ để đấy bác lo. Xem tiếp. Vâng. Ừ. Má, nào tao có thích đâu. Ba ta cứ tự thích đuổi con dâu đi rồi đón tao về làm con dâu ấy chứ. À, thì bà ta lúc nào cũng tỏ ra mình là người thành phố, khinh thường con dâu. Nhưng mà bà ta đâu có biết rằng ấy, bà ta còn quê mùa và dốt nát hơn cả nó. Sau này ấy, nếu như mà tao lấy ông Long xong ấy, nhất định ta sẽ tống cổ bà ấy đi. Ngu gì mà tao chăm bà ấy. Ừ. Cô. Ừ, thôi nhá. Cô đúng là cái loại đều giả hai mặt. Tôi có chết thì không bao giờ tôi cho cô bước vào nhà tôi. Mà tôi có thích đâu. Tự bà thích dâng con trai bà cho tôi đi chứ. Cô đúng là. Tôi làm sao? Bà nhìn lại bà xem. Mắt thì thâm quầng vì mất ngủ, chân tay đau nhức, đi lại khó khăn. Là con dâu bà nó còn chịu đựng đâu. Phải tôi nhá, đừng hòng tôi chăm sóc bà. Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho thằng con trai tôi, kể hết với nó. Nói á? Tôi xem bà có dám nói không đã. Mới đi mua mấy loại thuốc về cho mẹ. Đây là viên uống ngủ ngon GABA, giúp hỗ trợ an thần, giảm lo âu mệt mỏi, giúp mẹ có một giấc ngủ ngon, ngủ sâu hơn và không bị mệt mỏi khi mà mẹ ngủ dậy. Mẹ hay bị mất ngủ nên là mẹ nhớ dùng viên uống GABA này để có hiệu quả hơn mẹ nhé. Còn đây là viên uống xương khớp Gosamin, giúp bổ sung các chất nuôi dưỡng sụn khớp, tái tạo sụn khớp, có tác dụng rất tốt đối với những người thoái hóa khớp, viêm đa khớp, tràn dịch khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ, lưng như mẹ đấy. Viên uống xương khớp Gosamin này, con thấy các bà, các bác dùng hiệu quả mà lại còn cứ truyền tay nhau nữa, nên là con mua về cho mẹ đấy. Đây là hai sản phẩm của tập đoàn Kohino rất nổi tiếng và uy tín đấy. Mẹ cứ yên tâm dùng đều viên uống ngủ ngon GABA và viên uống xương khớp Gosamin thì sức khỏe của mẹ sẽ tốt lên đấy mẹ ạ. Trang này, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Thời gian vừa rồi mẹ quá là khắt khe với con. Mẹ đúng là mẹ không tốt với con. Không sao đâu mẹ ạ. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh là bọn con vui rồi. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều, kẻo lại ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ uống thuốc đi mẹ. Con dâu mẹ thích ăn gì nào để mẹ đưa đi ăn.
con thích ăn sơn hào hải vị. Ok. Đứng lại. Cái đồ Thảo Mai, cô đã lừa gạt mẹ chồng tôi, bị lật mặt lại còn xúc phạm bà ấy. Đúng là cái loại người trơ trẽn. Trang Anh ơi, sao con biết? Mẹ, hôm nay con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Nếu cô không xin lỗi bà ấy và biến mất ra khỏi cuộc sống của gia đình tôi thì tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận đấy. Cô cũng mạnh mồm quá nhỉ. Cô nhìn lại xem, xem là mẹ cô coi cô là con dâu không. Bỏ hết liêm sỉ để chịu nhục, cô cũng giỏi quá thôi. Còn cô thì nợ nần chồng chất vì thói ăn chơi và cờ bạc. Cô tưởng không ai biết à? Sao cô biết? Nể mặt mẹ chồng tôi và chồng tôi nên tôi mới không lật mặt cô đấy. Nhưng mà những hành động của cô tôi không thể nào mà tha thứ được. Cô định làm gì à? Còn định làm gì nữa? Tất nhiên là báo cho chủ nợ rồi. Lần này cô về nước chắc không phải chỉ để chơi nhỉ? Trang ơi, cô đừng làm thế. Cô làm thế thì họ giết tôi mất thôi. Lập tức xin lỗi mẹ chồng tôi trước khi mà tôi đổi ý. Bác ơi, cháu xin lỗi. Là cháu ngu, cháu dại. Bác ra thứ cho cháu bác nhá. Được rồi, từ bây giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đi đi. Trang à, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Với cả cho mẹ xin lỗi con nhé. Không sao đâu mẹ ạ. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi. À con ơi, từ ngày mẹ sử dụng viên uống GABA viên cướp Cosamin của tập đoàn Colino ấy, mẹ thấy sức khỏe của mẹ bây giờ rất là tốt. Con mua thêm cho mẹ mấy hộp nữa để mẹ sử dụng nhé. Vâng ạ. Đến bây giờ mẹ mới biết vì sao con trai mẹ chọn người đúng đấy. Cảm ơn con nhé. Thôi, mình đi thôi mẹ. Anh, chiều nay anh đưa em đi mua mấy cái váy. Mấy hôm nữa đi sinh nhật con Thủy bạn em nhá. Được rồi, vợ muốn gì anh sẽ chiều, được chưa? Yêu thế. Hai đứa ăn mứt hoa quả đi. Dạ vâng ạ. Mà chiều hai đứa đang định đi đâu à? À, chiều nay con định đưa My đi mua cái quần cái áo mẹ ạ. Lại quần áo? Nhà này rồi còn thiếu quần thiếu áo nữa à? Tủ chưa đủ chật hay sao? Mà tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi anh chị đây. Chuyện gì thế hả mẹ? Anh chị cưới nhau cũng thời gian lâu rồi mà tại sao vẫn chưa có con? Vì bọn con còn bao nhiêu việc phải lo nữa. Bọn con thì khi nào công việc ổn định thì lúc đấy có con mẹ ạ. Ổn định? Bao giờ thì mới ổn định? Tôi thì càng già càng yếu. Đợi anh chị ổn định thì chắc cả tôi không còn sống để bế cháu đâu. Kìa mẹ, sao mẹ nói thế? Con có nói là con không để con đâu. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc thôi mẹ ạ. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Bọn con định thời gian khi nào ổn định thì bọn con mới tính chuyện có con ạ. Cô lại còn nói được à? Tôi nói cho cô biết nhé, thằng Trung nhà tôi nó là con trưởng, nó cần phải có con để nối dõi tông đường. Xem nhà bà Hằng bên kia kìa, hai đứa con nhà bà ấy cưới cùng ngày cùng tháng với vợ chồng anh chị, thế mà bây giờ bà đã có hai thằng cháu để bế rồi, còn tôi đây mong mãi chẳng thấy cháu đâu cả. Cô tính thế nào? Hay là đợi tôi chết đi rồi thì cô mới chịu đẻ? Mẹ ơi, con không có ý đấy. Thực ra thì con cũng muốn có con lắm, nhưng mà không phải một mình con muốn là được ạ. Cô nói thế có ý gì hả? Ý cô nói là thằng con trai của tôi nó vô dụng, nó không làm cho cô đẻ được chứ gì? Dạ không, dạ không phải đâu mẹ ạ. Tôi nói cho cô biết nhá, thằng Trung nhà tôi nó khỏe mạnh, dòng họ nhà tôi ấy, ai cũng con đàn cháu đống, ai cũng sinh được quý tử. Không đẻ được thì cô phải xem lại bản thân cô ấy, cô xem lại cái dòng họ nhà cô đi. Mẹ, sao mẹ nặng lời vợ con như thế? Mẹ nói không đúng à? Mẹ lấy vợ cho con là về đây để sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường, chứ không phải lấy nó về đây để hầu nó. Mẹ,
mẹ nói con như thế nào cũng được, nhưng mẹ không được xúc phạm gia đình con. Thực ra thì cái này cũng đâu phải lỗi tại con đâu. Thế không phải tại cô thì tại ai? Phụ nữ lấy chồng là để sinh con. Cô mà không đẻ được ấy thì để tôi lấy vợ khác cho con trai tôi. Ở ngoài kia thiếu gì? Mẹ ơi, từ từ sẽ có con mẹ ạ. Chuyện này cũng có vội gì đâu hả mẹ? Từ từ làm sao được? Mẹ ơi, con đã bảo mẹ rồi, con cũng rất muốn có con, nhưng mà không phải một mình con muốn có là sẽ có được. Được rồi, nếu cô mà đã nói thế thì ngày mai hai đứa đến bác sĩ khám xem không đẻ được là lỗi tại đứa nào. Nếu như mà tại cô nhá thì cô đừng có trách tôi. Sao đi khám gấp thế ạ? Mẹ cứ để thư mấy hôm nữa mẹ. Lại còn thư cái gì nữa, không nói nhiều. Mai hai đứa đi khám rồi mang kết quả về đây cho mẹ xem. Mi ơi. Dạ. Xong chưa? Đây em sắp xong rồi đây. Ừ. Đây. Ra đây nói chuyện chút với. Có chuyện gì đấy hả anh? Anh bảo này, chắc là trưa nay anh làm về thì anh qua đón. Xong rồi có gì bọn mình đi khám luôn. Tại vì hôm qua anh thấy mẹ nóng tính quá. Dạo này mẹ mong có cháu bé lắm rồi đấy. Thì anh bảo mình đi khám xong rồi xem thế nào rồi hai đứa chữa bệnh luôn. Thế có gì trưa lúc mà em ta làm anh qua đón em đi nhá. Thì anh qua đón em. Mà hôm nay mẹ đi ra ngoài rồi, không ai nấu cho ăn đâu. Bây giờ em chuẩn bị đồ đạc đi, xong rồi mình ra ngoài ăn sáng nhá. Đồ em chuẩn bị xong rồi, thôi mình đi đi, không kéo muộn. Đi luôn thôi. Bác sĩ, tôi kết quả chưa? Mời anh ngồi xuống. Đây là kết quả của anh. Tôi cảm ơn. Không thể nào. Không thể nào tôi bị vô sinh được. Tôi khỏe mạnh như này cơ mà. Bác sĩ ơi, chắc chắn là có nhầm lẫn ở đâu rồi. Bác sĩ kiểm tra lại giúp tôi với. Không có nhầm lẫn gì đâu. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Tôi rất tiếc, nhưng khả năng sinh con của anh là rất thấp. Tôi xin phép. Kết quả sao rồi? Làm sao mà có thể như thế được? Sao anh lại bị vô sinh? Hay là mình đi vào kiểm tra lại đi anh ơi. Chứ làm sao mà anh đang khỏe như này làm sao vô sinh được? Hay là kết quả nhầm lẫn? Đi, nghe em, đi vào kiểm tra lại đi. Anh xin lỗi, bác sĩ đã nói với anh rồi. Bác sĩ đã làm xét nghiệm rất là kỹ, nhưng mà không có chuyện nhầm lẫn đâu em. Anh xin lỗi. Mi ơi, bây giờ mẹ anh không thể biết anh bị vô sinh được. Anh thực sự anh không biết phải làm nào cả. Em có thể nhận thay anh được không? Anh biết nó rất là khó khăn đối với em. Nhưng mà bây giờ mẹ anh mà biết em vô sinh, mẹ sẽ rất là sốc. Hơn nữa, anh còn là con trưởng. Nếu mà không đẻ được cho mẹ một đứa cháu đích tôn, mẹ không ngẩng mặt lên với dòng họ được em ạ. Anh xin em đấy, em nhận giúp anh được không? Dù một thời gian nữa, anh sẽ thú nhận mọi chuyện với mẹ. Em giúp anh nhá. Thôi được rồi,
Em sẽ nhận giúp anh. Nhưng mà anh nhớ là phải nói sự thật với mẹ nhá. Anh nhớ rồi. Anh cảm ơn em. Ừ, con dâu tôi tuyệt vời lắm. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. À, có chứ. Năm nay mới là năm đẹp, hợp tuổi với chúng nó. Chúng nó sẽ đẻ cho tôi một đứa cháu đích tôn. Ừ, thế thôi bà nhé. Mẹ ơi, bọn con về rồi đấy ạ. Đã đi khám chưa? Kết quả thế nào rồi? Dạ. Kết quả thế nào mà lại không nói được thế? Là con ạ. Là cô. Trời ơi, tôi biết ngay mà. Sao cái nhà này lại khổ thế không biết được rồi. Bây giờ thì cô còn dám mở mồm ra cãi nữa không? Cô còn dám mở mồm ra kêu oan nữa không? Trời đất ơi, sao cái nhà này lại vô phúc thế rồi. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đã mẹ. Chuyện đâu có đó, bọn con sẽ tìm cách giải quyết mà. Bây giờ không có con thì sau này sẽ có. Mẹ yên tâm. Bình tĩnh. Con bảo mẹ bình tĩnh làm sao được. Thế con định để cho cái dòng họ Nguyễn này tuyết tông tuyết tự hả? Không đẻ được cháu đích tôn thì mẹ làm sao mà dám vác mặt mẹ về quê nữa hả trời ơi. Sao mà cái thân tôi nó lại khổ thế này. Không biết kiếp trước tôi làm gì nên tội mà bây giờ tôi lại phải chịu cái cảnh này. Trời đất ơi, nếu mà tôi biết cô không đẻ được, tôi đã cấm thằng Trung không cho lấy cô rồi. Thôi mà mẹ, mẹ ơi thôi. Mẹ làm sao đấy ạ? Để con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi nhá. Ôi trời ơi. Em đừng buồn quá. Mẹ chỉ là đang không bình tĩnh thôi. Một lúc nữa mẹ sẽ lại bình thường ấy mà. Đi, anh đưa em vào phòng nhá. Khỏi cần, không lại mất công thằng con trai tôi nó xuất vợ. Mẹ có cần con giúp gì không ạ? Lấy cho tôi cốc nước. Dạ vâng. Đây, nước của mẹ đây ạ. Úi dồi ôi. Để con lau cho mẹ ạ. Thôi, cô tránh xa tôi ra. Không được cái việc gì cả. Đúng là cái vô tích sự. Cô biết từ ngày cô về làm dâu cái nhà này, cô đã mang bao nhiêu điều xui xẻo cho tôi không? Thằng con trai tôi đúng là nó bất hạnh khi lấy phải cô. Dạ, có chuyện gì đấy mẹ? Chuyện gì thì con hỏi vợ con ấy. Mẹ hết chịu nổi nó rồi. Đúng là vô phúc mà. Vợ ơi, có chuyện gì thế hả em? Sơ ý làm đổ nước người mẹ. Anh biết rồi. Thôi em cố gắng lên. Mẹ đang trong thời gian khó chịu mọi thứ. Mẹ chưa chấp nhận được việc kia mà. Đợi mấy hôm nữa mẹ bình tĩnh, anh sẽ nói chuyện với mẹ nhé. Không sao đâu. Đi, mình vào phòng thôi em. Ngồi xuống đây, tôi đi lấy nước cho. Nhà đẹp phết ấy. Đúng là con bạn thân của mình cũng khác. Này, uống nước đi. Tôi xin. Tưởng thế nào? Tưởng thằng bạn đi Sài Gòn xong rồi quên luôn con bạn thân này rồi chứ. Tôi quên làm sao được. Quà của bà đấy. Đấy, có quà đấy là tốt rồi. Này, dạo này gia đình như thế nào? Bà với ông Trung vẫn hạnh phúc chưa? Tôi với cả anh Trung thì vẫn thế. Nhưng mà hạnh phúc thì không còn. Sao lại không hạnh phúc? Tôi thấy bà với ông Trung hợp nhau lắm cơ mà. Không phải là tôi với cả anh Trung, mà là tôi với cả mẹ chồng. Mẹ chồng tôi mong ngày mong đêm có cháu, thì xong rồi làm ầm lên bắt vợ chồng tôi đi khám. Mà ai ngờ đâu anh Trung lại bị vô sinh. Thế
xong rồi anh cũng là con trưởng, sợ mẹ sốc là bảo tôi nhận thay. Dù sao thì cũng là vợ chồng thì thôi, thì cũng nhận thay anh ấy. Về nhà mẹ tưởng tôi bị vô sinh thật, là cứ tìm cách chửi bới rồi hạch hoẹ thôi. Ui giời, bà cứ tự nhận khổ vào mình, đang đâu lại bị vu oan, mà không hiểu sao cái ông chồng của bà lại bắt bà nhận cái này. Khổ thân của bà tôi, hồng nhang lại bạc phận. Đợt đấy mà nghe tôi, có phải có mấy đứa không? Ông này! À, bố giỏi thật đấy! Chồng đi vắng, mẹ chồng ra khỏi nhà một cái là đã dẫn trai về nhà rồi. Hóa ra từ trước thế này, cô cắm sừng con trai tôi hả? Không có đâu mẹ ơi, con không cắm sừng anh Trung mẹ. Cô lại còn cãi à? Tôi nhìn thấy tận mắt, vuốt tóc vuốt tai nhau, cười cười đôi đôi. Cô đúng là cái loại gái lăng loàn mà. Đã không đẻ được rồi, bây giờ lại còn dở cái trò vô bịch ra đây. Bác ơi, thôi, không nói nhiều. Bác đừng có nói như thế, My không phải người như thế đâu bác. Cháu với My chỉ là bạn bè thôi, không có gì với nhau đâu ạ. Bác đừng có vu oan với My ạ. Mày nói, mày với nó là bạn mà tao tin à? Hả? Có ai bồ bịch mà tự nhận với mèo là bồ bịch không? Tao không phải là trẻ con nữa mà tao tin lời chúng mày nhá. Mẹ ơi, không phải như thế đâu mẹ. Con với cả bảo đây là bạn thật, mẹ đừng có hiểu lầm mẹ ơi. Định kêu oan thì màu đúng không? Lại còn trúng cháu nữa. Này thì bà ơi, cháu này, tao sẽ gọi con trai tao về đưa lũ chúng mày lên phường. Để xem chúng mày còn to mồm cãi được nữa không nào. Đúng là cái lũ mèo bả gà đồng này. Mẹ ơi, có chuyện gì mà cứ thẳng thế à? Đây, con về đúng lúc lắm. Xem con vợ con đây này, nó dám cắm sừng con. Con ơi, con cứ tin tưởng nó cho lắm vào. Trời ơi là rồi. Mẹ ơi, có chuyện gì mẹ bình tĩnh đã. Bảo, sao về đây mà chẳng nói gì với tôi ấy? Tôi định gặp My rồi báo cho ông luôn. Chưa kịp báo thì mẹ ông xông vào mắng chửi, còn tát cả My nữa đấy. Sao mẹ tát My ạ? Thì con cũng biết cái người này à? Mẹ ơi, đây là Bảo, bạn của con với cả My. Những chuyện My nói đều là thật đấy ạ. Với cả, còn một chuyện con muốn nói với mẹ ạ. Lại còn chuyện gì nữa? Thực ra My không bị vô sinh, mà người vô sinh là con đấy ạ. Cái gì? Con xin lỗi mẹ, chỉ vì con quá ích kỷ, chỉ vì suy nghĩ một thằng đàn ông. Con là con trai trưởng, con không muốn mang tiếng là không đẻ được cháu đích tôn cho mẹ. Con xin lỗi mẹ. Không thể như thế được, con không thể vô sinh được. Con nói dối mẹ đúng không? Con bao che cho nó đúng không? Con nói lại đi, sao lại thành ra như thế này chứ? Trời ơi là trời ơi. Tất cả những chuyện con nói đều là sự thật. Con đã bảo My nhận hết lỗi cho con. Con xin lỗi mẹ, chỉ vì con mà hai người đã trở thành như thế này. Con xin lỗi ạ. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì em quá ích kỷ. Anh đã bắt em nhận hết tội lỗi cho anh. Anh xin lỗi. Em tha lỗi cho anh được không? Dạ, em hiểu mà. Xin lỗi. My ơi, mẹ xin lỗi con. Là mẹ sai rồi, mẹ hồ đồ. Chỉ vì mẹ muốn con cháu bé quá nên mẹ đã để con phải khổ. Mẹ xin lỗi con. Con tha thứ cho mẹ nhé. Mẹ xin lỗi. Sao đâu mẹ ạ? Con biết mà, mẹ đừng khóc nữa. Trung này, tôi đã nghe My kể về chuyện của hai người rồi đấy. Tôi quen mấy bác sĩ chữa chuyện hiếm muộn rất là giỏi. Y học bây giờ rất phát triển về thụ tinh nhân tạo. Hai người không phải lo nữa đâu. Sớm muộn gì thì chuyện có con cũng không lâu đâu. Hai người phải vui lên chứ. Thật hả ông? Ừ. Tôi không biết phải làm nào để cảm ơn ông nữa. Có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. Chỉ cần ông chăm sóc và yêu thương con bạn thân của tôi là vui lắm rồi. My ơi, thì mình sắp có con rồi. Mẹ ơi, mẹ sắp có cháu bé rồi đấy mẹ.
bố đi làm đây con trai yêu. Trưa bố về sớm ăn cơm với con và cô Hà nhé. Ok, trưa nay bố sẽ về sớm. Và bố có một món quà bất ngờ dành cho con đấy. Quà gì à bố? Con sẽ có mẹ mới. Trưa nay bố sẽ mang mẹ mới về ra mắt con nhá. Con không thích đâu, con thì thích bố về cả cô Hà thôi. Không được đâu, bố thì không thể làm những việc như một người mẹ được. Với lại bố hay đi vắng nữa. Con có cô Hà mà. Thì cô Hà chỉ là giúp việc thôi, không thể thay thế vai trò của một người mẹ được. Nào, ngoan nhá, nghe lời bố. Bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, hiểu chưa? Cô Hà này, trưa nay cô nấu món gì ngon ngon nhá. Cô ăn uống hơi kỹ tính một chút. Dạ con ạ. Bố đi làm đây. Con chờ bố. Con không thích mẹ ghẻ đâu, con sợ lắm. Bố ngoan nào, không có gì phải sợ hết, có cô Hà ở đây rồi. Mà con cũng để cho bố có người để bầu bạn chứ, đúng không nào? Chào anh, hôm nay anh đi làm về sớm thế ạ? Tôi có việc đây về sớm. Cô cơm nước xong rồi? Dạ, tôi nấu xong rồi ạ. Đi vào đi. Đây là ai hả anh? Đây là Hà, cô giúp việc cho nhà mình đấy. À thế à? Thế mà cô ấy vẫn còn chưa kịp chào em kìa. Em cũng chuẩn bị về đây để làm bà chủ rồi đấy. Ôi, tôi sơ ý quá, xin lỗi cô nhá. Chào cô chủ ạ. À, con đâu anh? Để anh gọi con nhá. Bố ơi, ra đây bố bảo. Eo ơi, xinh thế. Vũ, chào mẹ đi con. Chào mẹ đi con. Thôi Hà ơi, con không thích cô này đâu, con chỉ thích cô thôi. Không sao đâu em ạ, con còn chưa quen ấy mà. Sau này rồi kiểu gì cũng quen mà nhá. Em đừng giận con. Em không giận con đâu mà. Thôi, cô Hà vào dọn cơm đi, chúng tôi đói rồi. Dạ vâng ạ. Bố vào dọn cơm với cô nhé. Đi. Em ngồi uống nước nhá. Anh vào trong phải thay đồ đã. Vũ này, lần sau không được cư xử thiếu lễ phép như thế biết chưa? May mà mẹ Ngọc còn hiền và hiểu chuyện đấy. Nếu như người khác thì sao? Ôi anh ạ, con còn bé mà, sao anh lại dọa con như thế? Bé như thế này, làm sao mà nói là những từ như vậy được? Chắc lại là có ai bày cho đấy. Ai mà dạy nó chứ? Cơm tới rồi đây. Em mời anh ăn cơm, mời cô Ngọc ăn cơm nhá. Nào, Vũ hôm nay muốn ăn gì? Cô lấy cơm cho con ăn nhá. Con ăn thịt nhá. Mang đi. Em làm sao đấy? Đồ ăn không hợp khẩu vị với em à? Không, nhưng mà này, nhà mình có truyền thống ăn cơm với cả Oxin đấy à? Thì bình thường là cô hái ngồi cạnh Vũ để cho con ăn đấy mà. Thôi, không sao đâu, em ăn cơm đi. Em không đồng ý như thế đâu nhá. Ngồi ăn cơm với cả Oxin thì khác gì mình tự hạ đẳng cấp mình xuống bằng Oxin. Thì... Thế thôi mọi người ăn đi, lát nữa em ăn sau cũng được. Bà này, lấy cho tôi cốc nước. Vâng. Thôi thôi thôi, ăn cơm đi em. Đây, ăn nhiều vào. Ngon không? Vũ ơi,
hay sao không? Ôi, em xin lỗi, em không cố tình. Mà lúc nãy đưa cho chị thì cũng vướng tay anh Long. Mày còn cãi à? Thôi, không sao đâu. Cô Hà này, lần sau làm việc cẩn thận nhé. Thôi, cô lấy khăn ra lau bàn đi. Dạ vâng. Đấy, mới chỉ làm ô xin thôi đấy nhá. Thế mà sau này chẳng may được lên làm bà chủ thì có mà nó ngồi lên đầu lên cổ em ấy. Thôi được rồi, anh biết rồi, không sao đâu mà. Đừng có giận nữa. Vũ này, con đừng có gần gũi với những người không cùng đẳng cấp với mình như thế chứ. Con phải gần gũi với những người bằng mình hoặc là hơn mình thì sau này cuộc sống của con mới tốt được, đúng không anh? Ừ, đúng rồi đấy. Đấy, Vũ này, mẹ là đúng đấy. Nhớ phải nghe nhá. Thôi, ăn cơm đi con. Vũ à, mẹ mua cho con quần áo mới này. Con làm sao đấy, con không thích à? Vũ, con làm sao đấy? Mẹ Ngọc đã có lòng mua sách vở cho con thì con phải xin mẹ chứ. Như thế là hư đấy, biết chưa? Thôi, con còn bé mà anh. Dạy con từ từ. Mà này, mẹ đã giặt quần áo cho tao chưa đấy? À, tôi giặt cho cô rồi. Đã là thơm tho rồi đấy ạ. Ơ, thế cái đồng hồ của tao đâu? Đồng hồ nào cơ ạ? Tôi không thấy đồng hồ nào hết luôn. Anh, cái đồng hồ mà anh mua tặng em ấy, lúc ăn trưa em có đeo mà. Ừ, anh cũng thấy em đeo mà. Này, hay là em có nhớ nhầm để ở đâu không? Chị nhớ lại kỹ giúp tôi với. Ui giời ạ, em là thư ký mà, bộ áo của thư ký thì làm sao mà quên được. À, hay là trong lúc giặt, nó nổi lòng tham lên nên là nó lấy của em. Tôi thề là tôi không nhìn thấy chiếc đồng hồ nào ạ. À, đây rồi anh. Cô Hà, thế này thế nào? Tôi không hề hay biết chuyện này luôn. Tôi không ngờ cô là người như thế đấy. Tại sao cô làm như vậy? Bố không mắng cô Hà của con. Này, Vũ, đi ra đây. Con không được bênh kẻ ăn cắp, con biết chưa? Đi đây Vũ. Nhanh lên. Đi ra đây Vũ. Anh không được bênh kẻ ăn cắp. Anh có thể mắng chửi tôi, đánh đập tôi cũng được. Nhưng anh có biết là Vũ đang có dấu hiệu trầm cảm không hả? Đây không phải là việc của cô. Anh tách con mình ra khỏi những người như thế này đi. Không thì để lâu dài, hỏng con đấy. Hà, tiền lương tháng này tôi sẽ chuyển hết cho cô. Còn bây giờ, cô đi ra khỏi nhà tôi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Vậy còn Vũ thì sao ạ? Vũ, để cho tôi lo. Cô đi. Cô đi đi, đi đi. Cút ra khỏi nhà tôi! Anh Long! Sao anh lại làm như vậy với em? Cô còn hỏi tại sao à? Tôi nghĩ cô sẽ là một người mẹ kế tốt, sẽ thay tôi chăm sóc dạy dỗ con trai tôi như con đẻ. Nhưng tôi không ngờ cô... Không ngờ cái gì? Em đã đối xử với nó còn tốt hơn cả con đẻ của em đấy! Con tôi... Tôi tin! Tôi tin! Thằng bé điên như vậy mà anh cũng tin. Em này, em là người đã chăm sóc nó, anh còn chẳng thương em. Cô còn cãi à? Cô là một loại mẹ kế độc ác. Độc ác? Anh nói tôi độc ác thì cũng phải có bằng chứng. Bằng chứng à? Cô muốn xem bằng chứng có đúng không? Đây, cô xem đi. Xem đi. Há mồm ra. Há ra. Há ra. Cái thằng điên này, mày không ăn được thì mày bảo tao. Này, cô làm gì thế hả? Vũ ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Con điên này, sao mày vào được nhà tao hả? Mày có tin là tao báo công an vô cổ mày lại không? Tôi sẽ nói cho anh Long biết về bản chất con người thật của cô. Mày chỉ là một con ô xin nhà quê, đã bị vu vào tiếng ăn cắp ăn trộm thì làm gì có ai tin mày được. Có phải hôm đấy cô đã cố tình gài bẫy tôi đúng không? Cũng thông minh ra phết nhở. Tao ấy chỉ cần một chút mánh khóe thôi là có thể lừa được rồi. Cô đúng là con quỷ đội lốt người, đã xấu người rồi còn xấu cả giấc mơ. Bây giờ mày mới biết thì đã quá muộn rồi.
Không sao, Vũ ạ, cô sẽ bảo vệ con. Anh à, anh phải tin em chứ. Hôm đó là do em bực quá nên là em mới làm như vậy. Là do cô ta hại em đấy. Anh phải tin em chứ. Cô bị gài bẫy à? Anh phải tin em. Tránh ra! Bố, cô ta dám! Ơ, sợ con... Cô nghĩ con tôi bị điên sao? Nó còn thông minh hơn tôi và cô tưởng đấy! Bố con thì cần bố với cả cô Hà thôi! Cô Hà đối xử với con như mẹ vậy! Ừ, bố biết rồi. Bố xin lỗi con trai của bố. Thời gian qua, con phải âm thầm chịu đựng. Cô Hà, tôi xin lỗi cô. Tôi đã suy nghĩ xấu và đối xử tệ với cô. Hay là bây giờ tôi xin cô về đây chăm sóc bé Vũ với tôi được không? Dạ vâng, thật ra tôi cũng coi bé Vũ như là con trai của mình từ lâu rồi ạ. Cô định tranh vị trí của tôi à? Cô, đi ra khỏi nhà tôi. Thôi, cả nhà mình vào đi.